Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc Tìm hiểu giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Hảo. Bài 1. Hạng xuất gia là người như thế nào? Hạng tại gia gồm những ai và tại sao họ không xuất gia? Câu hỏi 1. Nguyên nhân nào Đức Thầy viết quyển 6? 2. Đại ý và tiêu đề quyển 6 ra sao? 3. Giải nghĩa hai từ ngữ Tôn chỉ và giáo pháp. 4. Từ xưa đến nay, người tu Phật có mấy hạng? 5. Chữ giải thoát có nghĩa như thế nào? 6. Phật giáo Hòa Hảo hiện nay tu như thế nào? 7 tôn chỉ Phật giáo hòa hảo ra sao? 8. Tất cả kinh sách của Phật Thánh Tiên dạy việc gì trước hết? 9. Đức Thầy khuyên dạy môn đồ nên làm gì? 10. Sự và lý tại gia và xuất gia ra sao? Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và chư quý đồng đạo lắng nghe. Chánh văn Đức Huỳnh Giáo Chủ Chú Giải Thiện Tâm Diễn Đọc Tuấn Anh và Ngọc Minh Nam Mô A Di Đà Phật Khá chỉ tâm học hành kinh sám Thoát nơi miền hắc ám phong ba Hay là Ta yêu chúng giết ra giảng kỵ Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo lời đức huỳnh giáo chủ có nghiên cứu kỹ qua loạt bài trong quyển 6 và các bài pháp ngữ do đức thầy sáng tác vào năm 1942 và 1945 chắc các bạn đều thấy đây là phần căn bản là tôn chỉ và yếu pháp trong giáo lý phật giáo hòa hảo và cũng thấu rõ ngài dạy gồm đủ các pháp tu từ nhân thừa tới tối thượng nhất thừa không thiếu sót một phương tiện nào thế mà thời gian qua có nhiều bạn bên ngoài cũng như trong nội tình của đạo nhận thức chẳng giống nhau ấy là bởi căn duyên và trình độ của mỗi hành giả không đồng nhau có người cho rằng nếu còn tu tại gia và lo hành xử đạo nhân thì làm sao giải thoát được. Số khác thì bảo giữa thời hạ nguyên mạt pháp chỉ lo tu nhân cho rồi, chứ tu Phật không kịp đâu. Theo ý kiến của soạn giả là trước khi khai dạch con đường để đi đến mục đích, Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước qua và cũng đã thực nghiệm một cách chính xác rõ ràng mới đem giáo hóa nhân sanh. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Các bạn thử đọc lại một đoạn văn của ngài. Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lạy thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người. Mà trái lại, ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Căn cứ theo đây, mỗi hành giả vừa xây đắp cho mình một nền tảng chắc chắn là phận sự con người. Ấy là tu nhân và vừa lo kiến tạo tòa lâu đài Phật đạo, tức là tìm kiếm chân tánh, đó là tu Phật. Vậy ta phải tìm kiếm chân tánh ở đâu? Đức Thầy có chỉ rõ vị trí. Thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tìm ốc xác phàm. Cho nên hãy bền lòng tâm Phật trong tâm và lo tôi sửa chuyển quá. Tu cầu Phật quá tánh tình, lưỡi mi chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Đây quả là Ngài dạy đúng theo tâm ấn. Chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm của Đức Phật đã truyền qua 33 vị tổ. Như Tổ Đạt Ma đã nói, Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đức Thầy nay luôn kêu gọi, Vô vi chánh đạo hỡi người ôi, Và tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, Cho đời hiểu rõ lý chân không. Về chương trình cải tiến nhân sinh, Ngài chủ trương đời đạo liên quan rạng chói người hành giả đem đạo hòa đời để cứu đời và thi hành công hạnh đại thừa bồ tát đạo điều tất yếu là lúc nào cũng an nhiên cư trần bất nhiễm lẫn tục đừng mê và nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt sắc không không sắc chớ lìa xa hoặc là vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Hơn một lần, Ngài đã dạy, với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Chứ những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Giả dạ lại, một đấng từ bi cứu thế lúc nào cũng muốn rộng độ các tầng lớp chúng sanh vượt khỏi dòng khổ đau sanh tử. Nhưng vì cơ duyên, trình độ của mỗi hành giả chẳng đồng nhau nên sự nhận định giáo lý và phát tâm hành đạo có khác nhau song dù cơ duyên tâm nguyện cỡ nào hay muốn áp dụng phương tiện gì tất cả đều phải tiến theo một lộ trình học phật tu nhân đó và quyết định không để bước ngoài hai bờ lề tám điều răng cấm ai ai cũng đều có kết quả nghĩa là có tu có hưởng tu tới đoạn nào hưởng đoạn đó tu tột đỉnh thì kết quả tột đỉnh có điều cần chú ý là đã quyết tâm tu tiến cần thường xem coi kệ giảng và phải chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu hoặc là nghe cạn lời chớ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thêm nữa, nếu người đứng xa nhìn bên ngoài cái đạo, thì thấy lối tu của Phật giáo hòa hảo quá thông thường, chỉ mang hình thức tại gia, vừa sanh nhai vừa tu. Cách thờ phượng giảng dị, sống hòa hợp với đại chúng, không có sát thái riêng biệt. Tất cả môn đồ đều đối xử bình đẳng như nhau lời giáo lý thì bình dân vắng tắt chỉ dọn dạng một quyển thi văn giáo lý dày khoảng 500 trang song nếu ai chịu khó nghiên cứu sâu vào bên trong của đạo và thử thực nghiệm một ít điều sẽ thấy đức giáo chủ áp dụng một phương thức rất hòa hợp với căn cơ đại chúng và giúp cho các giới tu hành một sự kết quả màu diệu vô giá. Tóm lại, Phật giáo hòa hảo với tôn chỉ, học Phật tu nhân. Đức Thầy dạy tín đồ, hãy lấy tâm Phật mà hành xử đạo nhân. Ban rộng tình thương yêu bình đẳng đến dạng loại chúng sanh. Như Ngài đã nói rõ, đem nguồn sống mới cho nhân loại, để tiến, tiến lên cõi đại đồng. Và tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Một lục Quyển sáu gồm hai phần Một, giáo lý căn bản Hai, nghi thức và giới luật Tập hai gồm các bài pháp luận Một, Đức Phật đối với chúng sanh. 2. Lời khuyên bổn đạo. 3. Phật là gì? 4. Chư Phật có bốn đại đức. 5. Sơ giải tứ diệu đề bài 1. 6. Sơ giải tứ diệu đề bài 2. 7. Trong việc tu thân sử kỹ. Câu hỏi. 1. Hãy cho biết xuất xứ và văn thể quyển 6. Quyển 6 Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo Xuất xứ và văn thể quyển 6 Quyển 6 xuất xứ từ phần nhất sấm giảng giáo lý trong sấm giảng thi văn toàn bộ Quyển này do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết khoảng tháng 5 Năm 1945, năm ất dậu, trong lúc ngài còn ở Sài Gòn. Ngài viết quyển 6 bằng thể văn xuôi lối thuyết giáo. Còn bài lời nói đầu, trước kia là một văn thư, đức giáo chủ viết gửi kèm theo quyển 6 và ký biệt danh là Hòa Hảo. Trong nội dung bài lời nói đầu, đức thầy cho biết các lý do khiến ngài sáng tác và khuyên mọi người cần gìn giữ tu tập đúng theo quy tắc của đạo để xứng đáng là một tín đồ hầu khỏi phụ công ơn của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đấng đã khai sáng đạo Phật. 2. Xuất xứ và nội dung bài lời nói đầu ra sao? Quyển 6 Chánh văn Lời nói đầu năm năm trường xa cách. Cái chánh sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người. Hầu giải bày tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. Ý không phải vì tôi cố ý muốn xa lánh các người. song chẳng qua vì sự bắt buộc của kẻ cương quyền nên tôi và các người không được trực tiếp cùng nhau. Tuy nhiên, cũng có lắm thiện nam tín nữ, rất trung thành, một lòng dình đạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái chủ nghĩa, từ bi, bác ái và sự cao thượng của giáo pháp nhà Phật. Thế nên điều ý làm cho quyển sách nhỏ này ra đời. Vậy từ nay trở đi, tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo sẽ dùng trí tuệ của mình suy gẫm, gìn giữ, ăn ở theo quy tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật. Như thế, chẳng phụ công ơn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và đã dìu giác quần sanh tìm đường giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hòa Hảo Câu hỏi 3. Nguyên nhân nào Đức Thầy viết quyển 6? Nguyên nhân Đức Thầy viết quyển 6 Bởi lúc bấy giờ, người Pháp dùng chánh sách đàn áp các đạo giáo, nhất là Phật giáo Hòa Hảo. Nên sau khi khai đạo chưa đầy một năm, thì họ bắt Đức Thầy lưu đi. Suốt thời gian 5 năm, Ngài không được trực tiếp hướng dẫn tín đồ. Tuy nhiên, phần đông bổn đạo có thiệt thi đúng theo giáo lý, nhưng cũng còn một số hành động trái với tinh thần cao cả của đạo Phật. Do đó, Ngài viết quyển 6 gửi về khuyên khắp môn đồ phải hành xử đúng theo các quy tắc ấn định trong đây hầu tránh những việc sơ suất và tránh phụ công ơn của Đức Bổn Sư Thích Ca đã khai sáng Đạo Phật cùng diều giác quần sanh tầm đường giải thoát. Chú thích năm năm trường có nghĩa năm năm dài. Ý chỉ từ tháng 4 năm Canh thìn năm 1940, Đức Thầy bị người Pháp lưu đày Đến khi Ngài viết quyển sáu là tháng 5 năm Ất Dậu 1945. Tính theo thời gian ấy là 5 năm ngài phải xa cách tín đồ. Chánh sách cũng gọi là chính sách có nghĩa phương cách và kế hoạch của một chánh quyền áp bức tức là ép buộc bức hiếp bằng sức mạnh của người có quyền thế ví dụ dùng quyền lực áp bức dân chúng tôn giáo tiếng dùng gọi chung các nền đạo có tín ngưỡng và đường hướng dẫn dắt nhân sanh hành thiện tránh ác. Thuở loài người chưa tiến bộ, họ lấy cục đá, gốc cây, vân dân, làm vật thờ cúng, sau mới thờ các vị thần. Tôn giáo lúc đó cho rằng các vị thần cũng có hình thể, tâm tánh như con người, nhất là ở các nước như Ai Cập, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, dân dân. Bây giờ người ta lấy sự thờ kính của một vị thần Đọc thần giáo Hay nhiều vị đa thần giáo Làm chủ đích để tin theo Đó là họ chỉ chú trọng về phần tín ngưỡng thôi Lần lượt khoa học tiến bộ Các vị thánh triết ra đời Mở rộng con đường đạo lý vào đầu Tây Lịch Kỷ Nguyên Chúa Gia Tô xuất hiện Lập nên tôn giáo cơ đốc Truyền bá ở Âu Châu Riêng về Á Châu, có Phật giáo là nền đạo thuần nhất do Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập, đem giáo thuyết từ bi bình đẳng, giáo hóa chúng sanh. Đến nay, có trên 2.500 năm mà nhân loại khắp thế giới càng lúc càng phụng hành đông đảo. Xét cho kỹ, Phật giáo không thể gọi là tôn giáo như các đạo nói trên, vì Phật giáo có một nền giáo lý thực tế áp dụng vào đời sống thiết thực cho nhân sinh. Nói rõ hơn, giáo lý Phật giáo gồm đủ tâm vật lý và siêu tâm vật lý. Và lúc nào Phật giáo cũng tiến trước khoa học. Trước đây 25 thế kỷ, Phật đã biết trong nước có vi trùng, và ngoài địa cầu ta ở có vô số địa cầu và hành tinh khác. Còn khoa học mới phát sinh và thấy được sau đó rất lâu. 4. Giải nghĩa hai từ ngữ tôn chỉ và giáo pháp. Tôn chỉ, ý chỉ chính xác. Cũng có nghĩa đường lối dạch sẵn để thực hành theo hầu tiến tới mục đích. Đây ý nói cách ăn ở và phương thức tu hành trong quyển sách này là tôn chỉ của Phật giáo hòa hảo. Nếu ai trì hành đúng theo, sẽ đạt đến mục đích giải thoát của đạo. Giáo Pháp cũng gọi là Pháp Giáo hay Phật Pháp, tức là do vô số lời lẽ của Đức Phật thuyết ra suốt 49 năm để giáo hóa chúng sanh. Sau đó, các đại đệ tử kết tập lại thành tam tạng, kinh, luật, luận. Như tất cả kinh giảng lời lẽ chỉ dạy của Đức Thầy, hiện giờ cũng gọi là giáo pháp. Giáo pháp là một trong ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng. Xưa nay, người tu Phật đều nhờ nương theo giáo pháp mà được tỏ ngộ chân tánh, thành đạo giải thoát. Tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, cho đời hiểu rõ lý chân không. Trí huệ Phản ngữ Rajana phiên âm là bát nhã, dịch là trí tuệ hay trí huệ, có nghĩa sáng suốt. Hiểu rành các sự việc về hình tướng, tức là hữu di, gọi là trí. Sáng thông mọi lẽ, mọi pháp về nội tâm, tức vô di, gọi là huệ. Nghĩa chung là sự thấy biết thông suốt các pháp vô di, hữu di và cả ba đời, quá khứ, hiện tại, dị lai một cách rõ ràng không hề bị một sự vật nào làm ngăn ngại. Trí huệ phản nghĩa với mê si tức vô minh và phiền não. Vì các món ý là mê tối, lầm lạc và tội ác. Còn trí huệ là sáng suốt, chân chánh, dĩ như ngọn đèn soi tan bóng tối. Trí huệ khác hơn thế trí biện thông tức kiến thức. Bởi thế trí do học mà biết, còn trí huệ do nơi tu hành mà thông đạt, rốt ráo cùng tột. Trí huệ là một trong lục độ dạng hạnh của chư Bồ Tát. Bụ thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nhưng trí huệ siêu diệt hơn và bao gồm năm độ kia. Đức Thầy hằng dạy. Trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh nương theo đuốc huệ tầm chân lý. Chú thích cương quyền, quyền thế mạnh mẽ, ý chỉ nhà đương cuộc Pháp bây giờ, từ năm 1939 đến năm 1945. Trung thành, ngay chánh và thành thật, tức người có lòng thành thật trước sau như một, chẳng hề thay đổi. Dĩ như trung thành với tổ quốc trung thành với đạo pháp đức thầy có câu ghi biên những kẻ quá lương hiền một mực trung thành với phật tiên đạo đức đạo có nhiều nghĩa đạo là con đường của tâm hồn đạo là bổn phận của con người đạo là bản thể tuyệt đối đức là tâm lành là thể hiện của nhân lành, từ bi, bình đẳng. Tinh thần đạo đức là tinh thần cao thượng, từ bi, bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng, đại độ, dân dân. Hoặc là đạo đức gắn công nên cách mặt và ơn nhà đạo đức quyết định ân. Chủ nghĩa Cái tiêu chuẩn căn bản về lý tưởng của một tôn giáo hay một học thuyết mà người ta đang tín ngưỡng và quyết định thực hành theo. Từ bi Xem chú thích chữ từ bi trong Ân đồng bào và nhân loại quyển thượng Bác ái Lòng thương yêu rộng lớn Bác ái xả thân tầm đạo chánh Quy tắc Do chữ quy cũ chuẩn thẳng Quy là cái đồ vẽ hình tròn, cơm ba. Củ là cây thước vuông dùng để đo góc. Chuẩn thằng là sợi dây tiêu, dây mực. Nhờ các món ấy, người thợ mới làm nên món đồ ngay thẳng, khéo đẹp. Nghĩa rộng chỉ cho luật lệ phép tắc. Chữ quy tắc ở đây, Đức Thầy chỉ cho quy luật nghi thức của đạo mà mỗi tín đồ phải hành trì cho đúng theo đó bổn sư, ông thầy căn bản. Theo Phật giáo thì Đức Thích Ca Như Lai là vị thầy căn bản tức cội gốc. Vì Ngài là đấng giáo chủ khai sáng đạo Phật. Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin Ngài chứng minh. Thích Ca Phiên âm của phản ngữ Sakya Họ của Phật Tàu dịch là năng nhân có nghĩa người có năng lực từ bi rộng lớn ngài dùng mọi phương tiện giáo độ tất cả chúng sanh đức thầy có câu khùng huyền cơ khùng đạo thích ca xem thêm quyển thượng tập hai trên ba trang một trăm mười ba mâu ni phiên âm của phạn ngữ Mô ni dịch là tịch mặt có nghĩa trong sáng và lặng lẽ tuy làm các hạnh lành giúp thế độ đời mà lòng vẫn an nhiên trong sạch không hề sao động thiên chấp năm chữ giải thoát có nghĩa như thế nào giải thoát cởi mở sự ràng buộc đeo níu chỉ cho người giải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi sanh tử giải thoát là một trong nhiều nghĩa của chữ niết bàn Đức Thầy có câu Mong bá tánh dạng dân giải thoát Câu hỏi 6 Đại ý và tiêu đề quyển 6 ra sao? Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền Đức Thầy viết quyển 6 vào khoảng tháng 5 năm 1945 ức dậu tại Sài Gòn Đại lược quyển 6 gồm có nhiều đề tài ngắn như tứ ân thập ác bát chánh đạo nghi thức thờ phượng hành lễ tang ma hôn nhân lễ bái cầu nguyện cách xử thế tiếp vật vân vân và giới luật mà cả thảy tín đồ phật giáo hòa hảo đều xem đây là tôn chỉ hành đạo là giáo lý căn bản cần được chấp hành nghiêm chỉnh trên đường tu nhân cũng như tu phật bảy từ xưa đến nay người tu phật có mấy hạng chánh văn đạo phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người một hạng xuất gia hai hạng tại gia tám hạng xuất gia là người như thế nào hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình quê hương, bạn bè. Dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kim kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành. Dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, để quay đầu hướng thiện, quy y Phật Pháp, không còn thiết đến diệt đời. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. 9. Hạng tại gia gồm những ai và tại sao họ không xuất gia? Hạng tại gia gồm tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tính nữ chưa đủ những điều kiện xuất gia vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hay ni cô đặng. Tuy vậy, họ cũng sẵn sàng hoan nghênh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả do Phật thuyết ra. Thế nên, ở tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách, sửa tánh, răng lòng, ủng hộ các sư. Như thế, họ cũng lần lần lên con đường giải thoát. Đây là hạng người học Phật tu nhân. 10. Phật giáo hòa hảo chúng ta hiện nay tu như thế nào? Bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Chú thích. Học Phật tu nhân hiểu theo văn tự là học cho thông suốt đạo Phật và hành xử cho trọn vẹn đạo nhân. Nhưng hiểu theo ý pháp của Đức Thầy thì tôn chỉ Phật giáo Hòa Hảo gồm có đạo nhân và đạo Phật mà mỗi tín đồ cần phải thực hành cả hai mới đạt đến mức cửu cảnh hoặc lấy tâm Phật mà hành đạo nhân mới siêu thoát. 11. Tất cả kinh sách của Phật Thánh Tiên dạy việc gì trước hết? Sách xưa có câu Thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa di tiên Muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay, đã quy y đầu Phật tu niệm tại gia. Ta hãy cố gắng dâng lời thầy tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. 12. Đức Phật thầy khuyên dạy môn đồ nên làm gì? Đức thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn thứ nhất ân tổ tiên cha mẹ thứ hai ân đất nước thứ ba ân tam bảo thứ tư ân đồng bào và nhân loại với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ 13. sự và lý tại gia và xuất gia ra sao bởi tùy theo căn cơ và hoàn cảnh thích hợp với người tu hiện thời nên đức thầy lược kể những cương yếu cho mỗi tín đồ tiện bề tu học đúng theo tôn chỉ của đạo trước hết ngài nhận xét về hai hạng tu xuất gia và tại gia đã có trong đạo phật từ trước để rồi ngài xác định hầu hết môn đồ phật giáo hòa hảo đều là hạng tại gia cư sĩ học phật tu nhân mà chính ngài đã nêu gương hạnh trong một đoạn giảng ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia gắn công trì niệm sớm khuya thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê vì rằng xuất gia với hình thức xuông cũng chưa giải thoát luân hồi mà phải xuất gia bằng nội tâm mới ra khỏi nhà lửa tam giới. Sở dĩ Ngài đề dạch tôn chỉ học Phật tu nhân là gì nếu người riêng tu nhân mà không tu Phật thì chỉ tiến tới bậc siêu nhân thôi chứ chưa thoát khỏi dòng sanh tử. Bằng chỉ tu Phật chẳng hành xử đạo nhân tuy được phần tự giác và nhàn tĩnh nhưng dễ bị kẹt vào tư tưởng tiêu cực, yếm thế, không thực hiện được tình từ bi cao thượng trong quảng đại quần chúng, đã không đền được nợ thế, lại thiếu phần nhân nghĩa phước đức, như Đức Thầy Hằng khuyên. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Dạ. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về quái Phật lập thân quấy trần. Vậy, nhà tu có lập thân cõi trần mới trả xong nợ thế và thiệt thi được lòng giác tha để đạt đến giác hạnh viên mãn, chứng thành Phật quả. Lại nữa, đạo nhân như nấc thang đầu, đạo Phật như nấc thang chót. Nếu hành giả bước nấc đầu rồi đứng đó, ắt không bao giờ đạt được mục đích bằng muốn leo lên nấc thang chót mà chẳng chịu bước nấc thang đầu cũng không khi nào kết quả cho nên cả đạo nhân và đạo phật người tín đồ phật giáo hòa hảo phải đồng hành cho trọn vẹn tóm lại có tu nhân mới trả xong nợ thế dứt nghiệp sanh tử và tạo được vô lượng phước đức để làm nền tảng trên đường giải thoát và có tu phật mới diệt tận phiền não vô minh để trí huệ phát khai kiến tánh thành phật hoặc siêu sanh về lạc quốc đức thầy đã viết một bài thi hàm chứa cả tu nhân lẫn tu phật nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên hành thiện tri kinh thị sĩ hiền kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên Câu 1 và câu 2 của bài thi dạy về tu nhân, câu 3 là dạy cách học Phật và tu nhân, câu 4 chỉ cho sự kết quả của người tu. Chú thích sơ lược, lược qua những phần cương yếu cần thiết, chớ không lý luận dài dòng chi tiết. Đức thầy nói: Lấy yếu lược đôi câu mà trần tố. Tu hiền trao dồi những điều phước lành tốt đẹp và chừa bỏ những điều xấu xa tội ác, rèn luyện cả khả năng và đức hạnh. Nên chữ tu hiền ở đây, gồm cả tu nhân và tu Phật. Kinh Minh Thánh có câu: Bất du thánh đạo an đắc vị hiền. Tức là không vào thánh đạo sao gọi là người hiền. Đó là tu nhân. Còn trong bài Quy y, Đức thầy dạy quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo bởi có tu hành theo Phật đạo mới được trọn lành trọn sáng ấy là tu Phật đạo Phật cũng gọi là Phật đạo hay Phật giáo là một trong những nền đạo lớn nhất trong thế giới phát khởi từ cõi thiên trước Ấn Độ do Đức Thích Ca làm giáo tổ trước Tây Lịch 563 năm Chú thích Hoặc là Trước Tây Lịch 544 năm Là nền đạo dạy người tự tu, tự ngộ, tự giác, giác tha Và giác hạnh viên mãn, tức là thành Phật Nhằm mục đích giải khổ cho toàn thể chúng sanh Sau Đức Thích Ca tịch diệt Thì các vị tổ kế truyền Và những nhà tu đắc đạo Tiếp tục quảng bá đạo Phật lan rộng trong nhân gian. Hiện nay có hơn 800 triệu tín đồ sùng ngưỡng, chiếm tỷ số hơn 1 phần 3 thế giới. Chú thích Theo từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia, tín đồ Phật giáo trên thế giới rất khó ước tính và có sự sai biệt rất lớn giữa các nguồn cung cấp. Một ước tính mới nhất mà bộ từ điển này ghi trong năm 2011

sau cơ đốc giáo và hồi giáo một ước tính khác ghi hàng thứ tư tức sau cả ấn độ giáo nhà sư tức là ông thầy tu theo đạo phật chỉ cho các tăng sĩ phật giáo hoặc các thầy giảng giải giáo lý đạo phật nhà sư là danh từ thông dụng để gọi chung trong giới tăng đồ vừa tu vừa giảng dạy đạo phật cho đại chúng nghe nico tức là giới nữ tu hạnh xuất gia thường ở chùa hay am cốc cửa thiền do chữ thiền môn có nghĩa cửa chùa hay cửa phật cũng chỉ cho cửa đạo đạo cả nào trông đến cửa thiền đức thầy am cốc am là cái nhà nhỏ có trang trí thờ phượng như cái chùa cốc là hang trên núi hoặc cái lều nhỏ, không cần thờ phượng. Am Cốc là nơi các nhà tu ở. Kinh kệ Kinh, phiên âm phản ngữ, Tu Đà La, Sutras, tàu dịch là tuyến, nghĩa như sợi dây sâu các hộp châu lại thành chuỗi. Tức là Phật nói ra các pháp rồi những đệ tử kết tập lại thành kinh, lưu truyền đời sau. Kệ là một thể văn trong kinh Phật. Thường cứ một thiên kinh là có một bài kệ để tán tụng hoặc tóm tắt đại ý hay diễn dịch ra. Chữ kinh kệ nói chung là chỉ cho tất cả lời của Phật, của thầy nói ra để giáo hóa chúng sanh. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Lời đức thầy. Già dạ Lam cũng viết là già lam nói cho đủ là tăng già lam có nghĩa là cảnh giường chùa chỉ chung cho các ngôi chùa bá tánh tức là trăm họ chỉ chung cho tất cả mọi người trong thế gian thập phương mười phương hướng chỉ cho tám hướng chung quanh và hai hướng trên và dưới tức là đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc thượng phương và hạ phương. Thập phương là tiếng chỉ chung cho khắp thế giới, hoặc khắp chư Phật hay chúng sanh. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai. Đức Thầy Quy y Quy là nương về, y là làm theo. Nghĩa chung là nương về với tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và trì hành theo lời Pháp giáo của tổ thầy đã dạy Đức thầy có giải Quy là về Mà về đâu? Về cửa Phật Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu Vậy quy y đầu Phật Là nương nhờ cửa Phật Và làm y theo lời Phật dạy Phật từ thiện cách nào Ta phải từ thiện theo cách nấy Phật tu cách nào đắc đạo Rồi dạy ta Ta cũng làm theo cách nấy thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày quy y thì khá làm y giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời đức thầy phật pháp giáo pháp của chư phật tất cả tam tàng kinh luật luận đã có trong đạo phật từ trước và kinh giảng của đức thầy hiện giờ đều gọi chung là phật pháp người tu phật phải nương theo đó mà tu tập cho đến khi thành đạo giáo pháp là một trong tam bảo phật pháp tăng đức thầy từng khuyên phật pháp thiền na dốc thực hành đại đồng tức là rộng lớn bình đẳng không phân biệt giới hạn giai cấp chữ đại đồng ở đây chỉ cho sự bình đẳng rộng lớn khắp cả nhân loại chúng sanh. Đức Thầy thường cho biết, dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng. Phật quả, cũng gọi là quả Phật, chỉ cho các bậc tu hành đã thành Phật, tức là hoàn toàn giác ngộ, gồm đủ tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Luân hồi Luân là bánh xe, hồi là xoay trở lại. Ý nói, chúng sanh từ vô thị đến nay, hết sống rồi chết, chết rồi đầu thai trở lại. Cứ thế mà lăn lộn xuống lên mãi trong sáu cõi phàm, như bánh xe xoay tròn không có đầu mối. Đức Thầy đã viết, từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Đại chúng, số dân chúng rộng lớn ý chỉ cho hầu hết dân chúng. Điều kiện, điều phụ vào, nhưng bắt buộc phải có trong sự cam kết định đoạt. Xã hội, những đoàn thể loài người có mối quan hệ sinh hoạt chung với nhau. Hoan nghênh, cũng viết là hoan nghênh, có nghĩa tiếp đón và hoan hô, ca ngợi một cách vừa lòng vui thích. Lý tưởng, tư tưởng cao cả và quý đẹp nhất về một vấn đề gì, ví dụ lý tưởng đạo đức trên hết. Luật nhân quả, cũng gọi là luật quả báo, tức là định luật trả dây của nhân và quả. Hễ mình làm việc lành hay dữ thì sớm muộn gì cũng có trả lại quả vui hay khổ. Đức Thầy cho biết, luật nhân quả thật là cao diễn Suốt cổ kim chẳng lọt một ai Sự quả báo có nhiều cách Tạm chia làm năm phần Một hiện báo Quả báo trong một đời Hễ ai tạo việc lành hay dữ trong kiếp này Thì số muộn gì cũng kết quả vui hoặc khổ trong kiếp này Hai sanh báo Quả báo hai đời Là người gây nhân lành hay dữ trong đời này Qua đời kế đó mới kết quả vui hay khổ hoặc gây tạo ở kiếp vừa qua mà kiếp này thọ hưởng. 3. Hậu báo Quả báo nhiều đời là nghiệp gây tạo ở nhiều kiếp trước, kiếp này trả, hoặc hành động ở kiếp này đợi tới nhiều kiếp sau mới trả. 4. Nhồi báo Là nghiệp nhân đã gây tạo nhiều lần trong nhiều tiền kiếp, bây giờ phải trả dồn một lượt năm dư báo là những nghiệp nhân yếu ớt hay thiếu trợ duyên từ vô lượng kiếp dẫn tới giờ còn sót lại. Vì hành giả tu hành tinh tấn nên hạt giống đó không có cơ hội phát khởi nhưng nó không úng chết. Đợi tới kiếp hành giả đắc đạo mới bị trả một cách nhẹ nhàng. Giới luật cũng gọi là giới cấm giới luật do thầy tổ lập ra để răng cấm môn đồ không cho quấy phạm như tám điều răng cấm hay mười điều ác dình giới luật nghe kinh trọng phật lời đức thầy hiếu nghĩa hiếu hạnh và tiết nghĩa cũng giải là thích làm việc phải có ích lợi cho mọi người chữ hiếu nghĩa ở đây còn có nghĩa là thi hành việc đạo nghĩa tức là lo đền đáp tứ ân và đối xử cho tròn cái đạo làm người. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. 14. Hãy lược kể tiểu sử Đức Phật Thầy Tây An. Đức Thầy Tây An Ngài quê ở làng Tồng Sơn, thuộc cái tàu thượng, nay là xã Mỹ An Hưng, tỉnh Sa Đéc, Nam Phần Việt Nam. Ngài sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807, niên hiệu Gia Long thứ 8. Ngày khai đạo đầu mùa xuân năm Kỷ Dậu 1849, diên tịch vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856. Ngày chính danh là Đoàn Minh Huyên, đạo hiệu Giác Linh, người trong đạo cũng như ngoài đời đều xưng tụng ngài là Đức Phật Thầy Tây An. Ngài khai sáng tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương và là tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Xem lại chú thích, Đức thầy Bửu Sơn, quyển Thượng tập 1 trên 3, trang 84 đến trang 86. Chú thích: môn nhân đệ tử. Môn nhân là người học trò, đệ tử là con em trí sí năng do thầy đào tạo ra nên gọi là con. Sự hiểu biết sao thầy nên gọi là em. Hiểu chung bốn chữ môn nhân đệ tử là những người học trò trong một trường đạo hay một môn phái. Hy sinh con vật toàn một màu sắc đem làm thịt dùng vào việc cúng tế, ý nói người dám bỏ tất cả quyền lợi, danh vị, tài sản lẫn tánh mạng để làm được việc công nghĩa. Hy sinh vì đạo là người dám liều thân hoặc dùng hết tâm lực để làm tròn việc đạo Pháp. Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và chư quý đồng đạo tìm hiểu giáo lý căn bản bài 2 Tu nhân Đáp tứ ân Bốn trọng ân Bốn điều ân Đức Thầy rút nơi phẩm báo tứ ân trong kinh tâm địa quán đại thừa bồ tát đạo nam mô a di đà phật